Con này mới mình nói xíu là mình bật nhạc lên cho anh em nha. Thì máy tính nó bị hư rồi, không có lấy nhạc bình thường rồi. Là nghe đĩa thì bị bản quyền nha. Con này gió gỗ nha anh em, còn là tiếng cũng mạnh à, bốn sò sắt lớn nha, là bút luôn nha anh em. Rồi là bút máy cho anh em coi nè, anh em chơi máy lo cô toàn giải rồi nè. Con này Delta nha, 3091 nha anh em nè, 3091 mình đang lấy từ CD qua cái này này, chép nha này, bass này mình đến cỡ 50 thôi, hơn 50 xíu, 50 thôi. Ba lăng đó là mình lên nhạc nữa này, cái volume nó làm hai cái nha anh em, nghe nhanh 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 mình xuống liền, không có đợi lâu. À, tách loa. Rồi. Chỗ đó là bốn con sò lớn chỗ đó này anh em. Mới đó, con này cũng mới nó sản xuất tại Đức luôn, tại Đức nha. Là con gấu à. Đó, anh em nào cần chơi con Amly Đức mà đọc đọc là lạ nè, có con này nha. Chỗ đây nó mất cái nút chụp vô đây nha anh em. Còn cái nút rép này nhưng mà vẫn gạt được nha. Con này như trong nhà mình còn hai con giống nhau nha. Ở trên lầu như mình còn con nữa, mà con này là mình mới thấy ở dưới, mình test trước con này nha. Anh em nào chơi Zalo số này nha anh em. To lắm nha. Mấy Amly Đức thường thường là nhích trên 50 anh em, là nghe kẹp lo này nè, kẹp lo nó bát là 22-23 gì đó, chắc 25 mà không biết, giờ cái con đó thông số mình chưa tháo ra, mà con này mình nhích xíu là thấy nó bự lắm anh em, bự lắm nha anh em ơi. 50 là cái lo đó nó không tay nổi nha. Rồi đó, hiểu đây anh em nào chơi thì tính luôn nha, Zalo số này nha anh em, 3 gà anh em ơi.